là phần thông tin liên hệ, bảo mật cái phần thông tin liên hệ. Chúng ta sẽ vào phần giới thiệu này, thông tin cơ bản. Ví dụ như thấy hình cái khóa này là nó đã báo là chỉ mình tôi rồi. Thông thường email và số điện thoại của mình ở trên này, thì sẽ bấm vào đây. Đó. Chỉnh ở chế độ là chỉ mình tôi. Tiếp theo nữa về đến cái phần giới tính này. Đó, thì nó ghi là hiện thời dòng thời gian thì mình ghi là không hiện. Rồi, ngày tháng năm sinh thì đây là nó đang để chế độ này. Chỉ bạn bè mới được nhìn thấy, mình cứ để chỉ mình tôi để tránh người khác người ta lấy cái ngày sinh của mình ấy, hoặc cái năm sinh của mình để người tạo một cái nick cùng tên cùng cái hình ảnh avatar của mình và báo cho Facebook rằng mình lợi dụng cái hình ảnh của họ.